Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop lan rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Em là Nhung bán form lan rừng tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi tối ngày 8 tháng 5 năm 2020. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và một buổi tối thật là tràn ngập yêu thương ạ. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Và buổi tối ngày hôm nay thì em cập bến thêm rất là nhiều mặt hàng mới. Và có một cái mặt hàng rất là đặc biệt, đó chính là dòng đùi gà trắng, dòng đùi gà đột biến ạ. Đó, hàng hiếm để sưu tầm nha các bác nhá. Đó. Và thứ hai là về những thêm những cái khúc nguyên bản của cái dòng bạch ngọc đuôi công. Thứ hai là cái dòng gì nhỉ? Trúc đen, rồi có một số hình hương vani, một số hình khác nữa. Và rất là nhiều những mặt hàng lan rừng, lan thuần đã cập bến tại cơ sở nhà em rồi ạ. Nếu các bác có thời gian mình có thể ghé qua cửa hàng để tham quan mua sắm. Và tất cả những đơn giá mà em báo trong video là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển ạ. Khi các bác nhận hàng vui lòng thanh toán tiền hàng cũng như là tiền cước phí cho bên bưu điện người ta cho bên bưu điện người ta tính ạ. Tất cả những đơn giá nhà em báo là chưa bao gồm tiền phí ship qua nhé. Mình chỉ cần ngồi ở nhà và nhấc một cuộc điện thoại thì bên em có ship hàng toàn quốc cho mọi người. Hàng về rất là nhiều và hàng nhà em về liên tục. Các bác bằng cách đăng ký cũng như là theo dõi cái kênh của em, mỗi lần em lên video là các bác sẽ nhận được thông báo luôn ạ. Và hôm nay thực sự là em có một chút tâm sự như thế này. Đó chính là một cô ở Hưng Yên, cô tên là cô Tính ạ. Em cũng không công khai số điện thoại đâu, nhưng mà tình hình là em thấy không hiểu cô như thế nào, nhưng mà cô đặt của nhà em 5 cân đùi gà dẹt từ cái thời điểm mà vừa ra Tết xong ấy, mà gửi hàng qua nhà xe mà cứ hẹn hoài mà chưa thấy trả tiền. Mà lại thực sự là nếu mà người ta đàng hoàng thì người ta chỉ cần nhắn lại một cái tin bảo là cô hẹn đến hôm nay cô trả này nọ, nhưng mà cô hẹn rất là bâng khuơ, rất là bâng quơ. Và thứ hai là nhắn tin không bao giờ thấy trả lời một tin nhắn nào, đặc biệt là nếu mà dùng số chính chủ ấy, không bao giờ nghe điện thoại luôn. Thực ra từ trước đến giờ ấy, bên em đặt hàng ấy rất ít khi yêu cầu là khách phải chuyển khoản hay là đặt cọc trước. Bởi vì sao? Mình tin tưởng nhau là chính. Đến nơi mình có thể là kiểm tra hàng, đến nơi xem hàng. Nếu ok thì lấy, còn nếu mà không ok, có vấn đề thì mình phản hồi lại bên em, thì bên em có cái hướng giải quyết của mình. Hôm đấy thì cô yêu cầu chuyển vào nhà xe em thì em cũng không biết địa chỉ chính xác đâu, nhưng mà cô cũng đến cửa hàng mua một đến hai lần thôi ạ. Nhưng mà hôm đấy thì cô bảo là cứ gửi ở bến xe hôm, do nhà cô có việc có tang ấy, ở quê ấy, thành ra là chưa lấy được. Và hẹn có người khác qua lấy, nhưng mà lại theo hình thức là để hàng và không thu tiền. Thì em tin tưởng em để thôi. Nhưng tính đến thời điểm bây giờ là phải đến gần 2 tháng rồi, mà cô hẹn rất là nhiều lần luôn. Em cũng không muốn nhắc đến đâu, tại vì số tiền nó cũng chỉ gần 1 triệu thôi. Nhưng quan trọng nhất là mình hẹn ấy. Và thứ hai là khi mà em gọi điện chẳng bao giờ cô trả lời, cũng không có một tin nhắn của cô gọi nào luôn. Phải dùng số lạ mà thi thoảng cô mới nhấc máy á. Nên là nếu cô xem được video này ấy, cô trả lời cho cháu chính xác. Chứ nói thật với các mọi người là lúc mà mình khó khăn ấy thì mình cần tiền nhưng mà lại rất là khó đòi. Còn lúc mà người ta khó khăn thì mình lại giúp đỡ. Đấy, hôm đấy cô có việc đột xuất, bên em đã tạo điều kiện cho mà. Lần đầu tiên cô nhận hàng thì chỉ có khen muốn khen đẹp thôi. Chồng cô chồng lên cô đẹp lắm rồi, nhưng mà không nói đến vấn đề là bao giờ trả tiền cả. Đây là em cảm thấy rất là buồn cười là như thế. Đấy, đầu video thì em có nhắc đến một cái câu chuyện này. Thì thực ra nó cũng rất là không hay đâu. Còn đâu là mọi người ấy tin tưởng nhau là chính. Và thứ hai là kể cả bên em gửi hàng đi xa ấy, ít khi yêu cầu chuyển khoản lắm, trừ trường hợp cái đơn hàng nó to tiền quá. Và thứ hai là đơn hàng khách đặt đầu tiên thôi. Chứ còn đa phần khách nhà em nếu mà khách đặt quen ấy, thì em vẫn tin mọi người là chính ạ. Thì sau đây thì em xin phép là điểm qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay nhé. Đấy, hàng hôm nay thì về rất là nhiều, thì em sẽ điểm qua từng loại mặt hàng. Và những cái dòng nguyên bản này thì em sẽ dành ở đến cuối clip để em báo giá sau. Đấy, bởi vì hàng về nhiều quá. Trước khi đi qua những mặt hàng thuần thì em xin phép điểm qua những mặt hàng kilogram cập bến ngày hôm nay nhé. Đó chính là đầu tiên giới thiệu cho các bác một cái loại, đó chính là một dòng thuốc quý và cũng là một dòng hoa lan, đó chính là thạch hộc tía. Hàng hiện tại đang có nụ hoa. Và tất cả những cái hàng hoa lan ấy, hàng kilogram thì bên em có ship, nghĩa là bán lẻ nữa. Nếu các bác lấy một combo nhiều loại mặt hàng cùng một lúc thì số lượng không nhất thiết là cứ phải đặt 1 cân, hoặc là các bác có thể đặt từ 3 đến 5 lạng để các bác sưu tầm đủ một giò. Đó, riêng cái dòng hoa lan là em báo giá các bác
thì các bác có thể mua combo ví dụ 300-400 nghìn 6-7 loại mật lan, thì bên em sẽ cân đối làm sao cho các bác trồng một giò đẹp nhá. Ví dụ đây là thạch cọc tía này, mọi người có thể lấy từ 3 lạng cũng được. Hàng này thì em bán với giá là 300.000 đồng một cân. Đó, thạch cọc tía giá thành ban đầu nó rất là cao, nó phải rơi tầm khoảng 400 đến 370 đến 400 nghìn đấy ạ. Giờ thì lô này em lấy được giá thành nó khá là hấp dẫn hơn. Đó, đang lên mầm gốc rất là nhiều. Tiếp theo, mặt hàng tiếp theo đó chính là dòng kim điệp xuân hay là kim điệp giấy. Hàng bây giờ đang lên mầm gốc, lên mầm, lên chồi. Và hàng thì cũng khá là đẹp, nói chung là hàng cũng tươi đẹp. Hàng này em bán là 140 một cân, kim điệp xuân. Các bác có thể lấy từng bó một, thì bên em cũng sẽ cân đối cho mọi người nhé. 140.000 đồng một cân kim điệp xuân. Tiếp theo giới thiệu đến các bác đó chính là lô đai châu rừng bóc trụ. Hàng đai châu rừng bóc trụ ạ. Đây là cây, những cây lá mít, lá xếp rất là đẹp. Và hàng này thì em bán theo giá hàng kg là 630.000 một cân thôi. Bản lá rất là dày dặn và đẹp. Các bác mua từ 3 cân sẽ giảm giá còn 620.000 nhá. Số lượng nhà em chỉ có hạn thôi. Đó, đây. Cái này các bác về ghép trụ nên thì rất là tuyệt vời. Đây là đai châu rừng bóc trụ, màu hoa chủ đạo là màu hoa trắng đục tím ạ. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cái dòng kiếm hồng hoàng ạ. Kiếm hồng hoàng là một cái dòng kiếm, một dòng địa lan mà cũng dễ trồng. Đấy, cái giá thể các bác về có thể trồng bọt thông vụn. Đó, đang lên mầm này. Đó, đang lên mầm rất là đẹp. Kiếm hồng hoàng 130.000 đồng một cân nhá. Hàng rất là tươi. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo đùi gà tròn vùng Tây Bắc. Bây giờ thì đùi gà tròn thì cũng qua cái mùa hoa rồi nên chủ yếu các bác về là các bác chăm cái mầm gốc này. Đó, chăm cái mầm gốc nhau nhá. Đó. Loại này em bán với giá là 220.000 đồng một cân, gà tròn Tây Bắc. Em có một cái rề đùi gà tròn rất là to. Và hàng này, đây kiếm thân mầm của nó năm nay đã lên dài vút rồi này các bác này. Đó. Một rề to này nhá và rất là nhiều mầm gốc đang ở phía dưới. Rề này em bán với giá là 400.000, 400.000 cái rề gà tròn này. Có một rề trúc đen. Đấy, một rề trúc đen rất là nhiều lá. Đấy, hàng này hiện tại thì sắp tới là đang chơi nụ ấy. Rề này em bán là 260.000. Đấy. 400.000 và 260.000 cái rề trúc đen này nhá. Tiếp theo là địa lan mạc xuân, em bán là 100.000 một cân, hàng thanh lý. Thập hoa, hoàng thảo thập hoa. Hàng này em bán là 130.000 một cân. 130.000 một cân hoàng thảo thập hoa coi nhá. Tiếp theo một cái mặt hàng hôm nay nhà em cập bến về số lượng rất là nhiều mà hoa vào thời điểm Tết rất là đẹp, đó chính là dòng hoàng thảo u lồi. Đấy các bác nhìn này, cái mầm gốc đang lên rất là nhiều. Và hàng này các bác lấy một bó thì cũng là khoảng 50.000 một bó. Đó, 50.000 một bó. Và đây, em bán lẻ là 250 một cân. Bông hoa u lồi của nó này. Cái này là bông hoa sót lại thời điểm Tết mà nó bị gãy cành này. Em để em chơi hoa ấy, cho mọi người tham khảo luôn cái mặt hoa của nó. Chỉ có 250 một cân thôi. Hoàng thảo u lồi, đó. Hàng về rất là đẹp. Còn tiếp theo đây là hoàng thảo vôi. Hàng kg 250.000 đồng một cân. Hoàng thảo vôi. Vừa cập bến một lô hoàng thảo ý ngọc này. Hàng hiện tại đang có nụ hoa và một số đang bung hoa. Đó, ý ngọc đang mầm gốc nữa nhé các nhá. Hàng đẹp mê ly các bạn, 200.000 một cân. Riêng dòng ý ngọc này hoa của nó là rất là sai. Đó, người ta vẫn hay ví von đó là dòng năm cánh trắng họng tím đấy. Đẹp, rất là đẹp, 200.000 một cân. Em có một vài bó hoàng thảo sừng để các bác sưu tầm này, 50.000 một bó. 50.000 đồng một bó hoàng thảo sừng. Tiếp theo là phi điệp vàng. Cái cây của nó rất là thơm luôn. Riêng dòng phi điệp vàng này thơm mùi nếp ấy, rất là thơm. Em bán với giá là 150.000 một cân. Hoàng thảo lụa vàng. Một dòng hoa mà ra hoa vào thời điểm dịp Tết này. Đó, hôm nay thì về số lượng không có nhiều. Đó, 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân hoàng thảo lụa vàng. Đây ạ. Đó, về còn nguyên bó nhá. Đấy, 200.000 một cân. Vừa cập bến một lô hoàng thảo tam bảo sắc. Nói chung hàng này thì nó cũng ít khi có thôi. Và hoàng thảo tam bảo sắc lô lần này thân của nó rất là đẹp nhé. Rất mập đẹp, một số cây còn đang có nụ. Đó, hoàng thảo tam bảo sắc em bán là 250.000 một cân. Đấy, hàng rất là tươi và đẹp luôn, 250.000 đồng một cân. Kiếm tiên vũ, Quảng Nam, 150.000 đồng một cân. Đây là hoàng thảo Điện Biên Đông hay là hoàng thảo Diệp Cách. Cái hàng này nó mọc theo từng rề này. Và thời điểm này nó đang xuống lá để sắp tới các bác được chơi hoa ấy. Hàng này xuống lá rất là dôi cân. Và hoàng thảo Diệp Cách này đang lên mầm gốc rất là khỏe. Mỗi rề này các bác đủ trồng một chậu. Hoa màu vàng rất là tuyệt vời. Loại này em bán là 250.000 đồng một cân. Tiếp theo là hoàng thảo Henry 250.000 đồng một cân, 230.000 một cân. 230.000 một cân, cũng là một dòng hoa màu vàng rất là đẹp. Hạc Vĩ Bắc 250.000 đồng một cân. Giáng hương tam bảo sắc Điện Biên
Đó, vùng Tây Bắc này hoa rất là thơm đó nhé, vòi hoa dài nữa. 200.000 đồng một cân, hoa thơm lắm các bác ơi. Hàng rừng thì mùa này trông nhìn nó vậy thôi nhưng mà các bác ghép nó rất là khỏe, như dòng dáng hương tam bảo sắc ấy, rất là khỏe khoắn luôn ạ. Chỉ có 200.000 một cân thôi ạ. Cập bến một chút ngọc thạch ba màu em bán với giá là 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân. Hoàng thảo trúc ngọc này, về có một chút này, 200.000 đồng một cân. Hoàng thảo trúc ngọc, hoa rất là thơm, tiêu trúc ngọc thì hoa thơm nhớ nhá. Mặt hàng tiếp theo là hoàng thảo môi tua. Hàng này thì ra hoa sắp tới đây các bạn. Mùa hoa của nó tầm tháng 3, tháng 4. Em bán với giá là 130.000 một cân. Dáng hương cẩm báo. Cẩm báo, những cây lá xếp này, có cả cây to và cây nhỏ nhưng mà bản lá rất là đanh lá. Đây, những cây này rất là đanh lá này. 200.000 một cân. Bình thường cẩm báo lá nó về nó không được mướt đẹp như vậy đâu. Lô đợt này em nhập chọn đấy ạ. 200.000 đồng một cân. Đây bông hoa của cẩm báo đây, như ta báo ạ. Chỉ có 200.000 thôi. Mà hàng tiếp theo là hoàng thảo xoắn ạ. Em bán là 330.000 một cân. Mùa này các bác chăm chủ yếu làm gốc ạ, mầm gốc thôi. Và các bác có thể lấy tổng bó, từng bó một tầm khoảng 50.000, em vẫn bó cho mọi người nhé. Đây ạ, còn đây là hài Henry. Cái mặt hoa của nó như cánh con công ấy, rất là đẹp. 180.000 đồng một cân. Hàng rất là khô ráo và sạch sẽ. Ngày mai em sẽ cắt tỉa bớt cho các bác một chút dễ nhé. Chứ hàng này các bác trồng dễ, trồng này rất là khỏe. 180.000 một cân, hoàng thảo Henry. Và chiều nay thì vừa cập bến một lô kiều tím số lượng lớn đấy ạ. Kiều tím một lô đợt này nói chung là cũng rất là đẹp. Đó. Có cả cây dài và cây vừa. Nhiều bác thích hàng cây dài hơn bởi vì cây của nó trưởng thành nó cao hơn. Còn cây ngắn này thì các bác sẽ được nhiều mầm hơn. Nhưng mà nếu mà so cây ngắn này, các bác nhìn này, cái mắt hoa trong một cái thân của nó sẽ ít hơn là cái dòng cây dài nhé. Đây là lý do tại sao này. Một cái cây dài nó có một cái ưu điểm, nó chính là cái mắt hoa nó dài hơn, nhiều hơn là so với hàng cây ngắn đấy ạ. Hàng rất là nhiều thân tơ và rất là đẹp, rất là nhiều thân lá. Hàng này em bán với giá là 330.000 một cân. Đấy, đây là kiều tím miền Trung nhé, 330.000 đồng một cân ạ. Em có hai cái bó tóc tiên này, 90.000 hai cái bó này nhá. 90.000. Bạn nào lấy một nửa bó thì sẽ là 50.000. Đấy, có hai cái bó này thì em sẽ chia đôi ra là 50.000 một bó hoặc là 90.000 cả lô này. Tiếp theo là hoàng thảo hương vani, 250.000 đồng một cân. Đấy, 250 một cân. Về có ít thôi ạ. Hoàng thảo trúc đen, hôm nay trúc đen thì nó hơi xuống lá nhiều rồi. Thế em bán thanh lý theo giá là 180.000 một cân nhá. Bình thường trúc đen thị trường nó bán ra 230 đến 250 ạ. Em có một cái dề hạc thị bắc này. Cái dề này, dề này năm ngoái cái thân này nó, thân hoa của nó phải dài hơn mét luôn. Còn đây là những cái thân con của nó này, thân tơ đang lên này. Đó, một cái dề nguyên này. Bán là ưng cái dề này em bán là 280.000. 280.000 cái dề hạc vị bắc này nhá. Về ghép luôn. Đấy. Nói chung là vận chuyển nó có thể nó hơi nát một chút lá nhưng mà cái ngọn của nó vẫn ok. Đó, 280.000 cái dề hạc vị bắc này. Thân rất là dài. Em có một cái dề kiếm xích ngọc rất là to. Dề này em ký hiệu là S2 này, 200.000. 200.000 cái dề xích ngọc S2 nhá nhá. Đây một dề rất là to bự này. Đó. Kiếm xích ngọc. Và một dề khủng nữa, là dề này là dề S4, 280.000. Nhìn thân lá này, xanh mướt mượt mượt luôn, 280.000 cái dề S4 kiếm xích ngọc. Có một phần này gồm ba dề nhỏ này, 140.000. Đấy, rất là tươi và kiếm này, rất là sai hoa quá nhá. 140.000 cái hình này, hình S1 này. Và cuối cùng là hình S3, 170.000. Đấy, hôm nay em có 4 cái hình kiếm xích ngọc để giao lưu các bác nhé. Toàn dề thôi. Có mỗi một cái khóm rời rời kia thì có 3 khóm là 140.000. Nhưng hàng rất là tươi và đẹp. Em có một cái dề hoàng thảo xoắn này. Hàng dề này rất là nhiều thân tơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi, nói chung là 7, 8, 9, 10, 11 gì đó. Không biết nữa, cũng không đếm được nữa. Đấy, và nguyên một cái dề nhá. Dề này em bán với giá là 300.000 hoàng thảo xoắn. Nguyên một dề. Đó, rất là to và đẹp. 300.000 cái dề này. Hàng đang xuống lá. Một số cái thì nó đã ra hoa, một số thì chưa. Nhưng không biết là chắc cái này là ra hoa năm sau thôi các bác. Đấy, thân tơ ở đây. 300.000 cái dề xoắn này nhá. Em có một cái dề vôi nhỏ xinh này. Đấy, hàng đang lên mầm gốc. Dĩ nhiên thì mùa này ấy, vận chuyển qua lại nó có thể nó hơi không giữ được. Nhưng mà nguyên một dề sau này nó đẻ mầm gốc rất là khỏe. Đấy, một dề này em bán là 100.000. 100.000 cái dề hoàng thảo vôi này. Và sau đây thì em sẽ điểm qua những cái dòng hàng nguyên bản này, sau đó em sẽ điểm qua mặt hàng thuần và cả những cái dòng cây giống nhá nhá. Đấy ạ, đầu tiên thì cái dòng đùi gà trắng hàng mới về, hàng đột biến này. Thì em xin phép là sẽ dành một cái clip khác, clip quay riêng để update cái này cho các bác tiện theo dõi hơn. Còn video này thì em mới cho các bác xem qua là cái hàng này nhà em về nhá. Chắc là em sẽ lên một clip thứ hai về cái dòng đùi gà trắng các bác nhá. Đấy, mọi người có thể theo dõi clip
ở phía sau. Và bạch bông rất là đẹp, hoa thơm lắm các ơi, hoa thơm lắm. Hàng đang rất là nhiều mầm gốc này. Hàng này thì phải có hoa thì mới chuẩn mặt hoa cho các bác. Đáng nghĩa là một cái rè đấy, nếu mà bán ra thì giá trị rất là cao. Nên là để sưu tầm các bác mỗi loại một tí ấy, thì em phải tách ra những cái rè này thì em mới bắt đầu là em bán cho mọi người được, để mỗi người sưu tầm một cái giò đùi gà trắng các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ điểm qua một số hình ở hôm nay. Đầu tiên thì hôm nay em có hai cái khúc hương vani nguyên bản này. Hàng này thì em đây. Có một khúc này là khúc nhỏ nhẹ nhẹ này, nó rất là dài. Còn không biết là dài thì vận chuyển qua lại nó có bị gập hay không, nhưng mà đây, em mua bao nhiêu thì em bán rẻ, gọi là bán lấy tiền công cước này. Cái hương vani này có một cái rè nhỏ này. Thứ hai là cái rè này thì nó khá là nặng, cục gỗ này khá là to nặng. Đây. Rè thứ hai đây, có cả thân tơ, thân già, một số cái còn đang vài cái nụ hoa. Nhưng mà thân dài đa phần nó cũng hơi bị gấp một chút. Nhưng mà quan trọng nhất là cái mầm gốc nó khỏe, hàng nguyên bản nó khỏe. Hai khúc này em bán theo cái giá 201 hai khúc. Đấy, tính ra chỉ có 100.000 một khúc thôi. Có một khúc kiều vàng nguyên bản này. Đó, một khúc kiều nguyên bản. Đây, về các bác coi như là các bác cho nguyên cái này vào chậu. Khúc này nó chắc lắm nên là không thể nào nó bị ra lọt ra khược. Đó, một khúc này em bán là 230.000. Đấy, một số cái thân này nó chưa xưng hoa, sắp tới được chơi hoa, 230 cái khúc này nhá. Tiếp theo có một khúc cẩm cù. Em ký hiệu là chữ C. C đây, C này là C1 này. C1 một khúc cẩm cù tên lửa, đây là cẩm cù tên lửa nhá. Em phải nói qua cho các bác tại vì cây cẩm cù bình thường các bác nhìn ấy, nó sẽ khác với cái dòng cẩm cù tên lửa. Các bác search ở trên Google thì biết là cái dòng cẩm cù tên lửa đây, hoa nó như thế này. Đó. Đấy, hoa nó như cái mũi tên lửa này. Đó. Hàng cũng hàng sưu tầm. Cái khúc này thì gồm có 3 thân. Đấy, đang hoa. Em bán 80.000 một khúc nguyên bản cẩm cù tên lửa này. 80.000 khúc này. Tiếp theo là khúc này là khúc số 2, C2 em ghi lại chữ C. C2 thì khúc này 101, gồm có một khúc đang có nụ hoa này. Và đây là những cái thân tơ của nó đang lên này, đó, rất là đẹp. Đấy, khúc thứ hai là 101. Em nhớ là hôm trước có một bác mua cẩm cù tên lửa, xong các bác cứ hỏi ở trên mạng người ta không biết cái dòng cẩm cù tên lửa thì bảo là không phải là dòng cẩm cù. Đó, các bác cứ nhìn có đúng cái chữ cẩm cù tên lửa thì lên trên mạng là nó theo đúng cái cây này nó ra thôi. Tiếp theo là em chuyển sang cái dòng trúc đen. Trúc đen hôm nay thì có cả trúc đen nguyên bản này. Nguyên bản hôm nay thì có nhiều khúc gỗ nó hơi khủng bố một chút. Được cái bù lại thì nó lại rất là khỏe. Nhưng mà nếu mà khúc gỗ khủng khổng bố này thì em nghĩ là ưu tiên các bác đến nhà lấy, hoặc là các bác gửi qua đường xe ô tô để hạn chế tiền cước phí nó cao. Còn gửi đi thì mình lấy cái khúc mà nó nhỏ nhẹ thôi, nhìn nó xinh xinh thì nó gửi đi nó đỡ tốn tiền cước. Chứ còn nhiều khi thì em không ngại bán hàng, chỉ ngại gửi đi tiền cước các bác nó cao quá. Đây, cái trúc đen này, hoa của nó màu vàng. Đây, riêng cái rề này, thực sự là dòng này em đã nói qua là cái nó là một cái dòng mà rất là sai hoa. Hoa lại còn thơm nữa, nên là mình không có lý do thì mình không thể chơi một cái giò trúc đen như thế được. Đấy, rất là tuyệt vời. Đây, hoa màu vàng, cánh sáp rất là sai. Và hôm nay thì em ký hiệu là chữ D nhé. Em đi ký hiệu từ D1 nhé. D1 là một khúc. Đây, khúc này thì người ta cái miếng gỗ to quá, người ta không thể nào người ta lấy được cái miếng gỗ, người ta phải bóc cái lớp cây ra này. Đó, trúc đen D1 này. Thì em bán là 130.000. Đấy, 130.000 khúc D1. Đó. Tiếp theo khúc D2, 120.000. Khúc này em bán là 120.000 thôi nhá. Cái này cũng bóc từ khúc cây ra này, gửi đi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng này, 120.000 khúc D2. Tiếp theo D3. D3 là một khúc, đấy cái thế của nó rất là đẹp. Về các bác treo lên thôi, không thì các bác cứ làm sao nhỉ? Cho vào cái chậu nguyên cũng được, không cần phải bổ sung giá thể gì. Đây, đây những cái thân tơ nó này. Đấy, khúc này là thế nó như thế này. Đó, khúc D3 là 170.000. Đây khúc D3. Tiếp theo là khúc D4. D4, đây. Một khúc cũng thế thế như thế, nhưng mà nó nhỏ hơn một chút xíu thôi. Đây, bông hoa nó rất là đẹp, rất là thơm. Khúc này 160.000. Khúc D5. D5 này cũng đẹp, cũng xòe. Mỗi tội là cái khúc gỗ này nó hơi nặng một chút này, thì em tính với giá là 130. Cái đấy là coi như hỗ trợ các bác một chút tiền cước rồi đấy. Đây, nụ của nó đây. Hơi nặng ấy nhá các bác nhá. Khúc này thì em nghĩ là nên gửi xe hoặc là gửi bưu điện ship chậm. Khúc này em bán là 130, D5. Tiếp theo là D6. Đây, D6 sang bên đây là một khúc rất là đẹp.
khúc này cũng nặng này, nên là khúc nào nặng là đa phần là em cũng giảm giá trên khúc đấy một chút, nghĩa là nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn những khúc bình thường một chút. Bởi vì sao, là bớt cho các tầm khoảng 20-30 để hỗ trợ các bác tiền cước. Đây ví dụ cái này là đáng nhẽ phải 170 đấy, thì bán chỉ 140 thôi đấy, tại vì khúc gỗ nó quá là chắc chắn, thành ra là phải bán rẻ để cho bác gửi đi nó đỡ xót xa tiền cước. Hình này em bán 140. D6, D7 là một khúc cũng 140.000. Đây 140.000. Cái này nó bị gãy ở đây rồi này. 140.000 cái khúc D7 này. Có một thân bị gãy. D8 là một khúc 170.000. Đây. Cũng sum xê nhiều thân nhiều lá. Đấy, khúc gỗ này rất là chắc chắn, 170. D9 là một khúc rất là to. Và đặc biệt cái khúc gỗ nó cũng to không kém. Hoa rất là sai hoa các bác nhé. Đây, nhìn cái hoa của nó các bác biết là nó sai hoa cỡ nào rồi. Đó. Về treo để nguyên một cái giò nguyên bản. Giò này em bán là 200 mấy nhỉ? 270 D9, D9 em bán là 270. Đó. Và cuối cùng là D10. D10 bên ngoài đây có hai khúc nhỏ nhỏ xinh xinh. Hai khúc này em vừa buộc trụm thành một. Đó, hai khúc này em bán là 140. Hai khúc nhỏ xinh này. 140. Đẹp lắm, thơm lắm. Tiếp theo hôm nay về có tầm khoảng 6 khúc bạch ngọc đuôi công nguyên bản đấy ạ. Có 6 khúc bạch ngọc đuôi công nguyên bản. Và nói qua về cái dòng bạch ngọc đuôi công thì Tết các bác hỏi rất là nhiều. Các bác hỏi quá nhiều về cái dòng này luôn. Và lúc đấy cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà giá thành nó rất là cao. Và hôm nay thì cái thời điểm này các bác mua lại được một cái mức giá rất là rẻ, gọi là mức giá rất là hợp lý. Và để sưu tầm một cái giò bạch ngọc đuôi công hàng nguyên bản này, không phải là người ta khai thác cũng rất là khó khăn đấy, không phải lúc nào cũng có. Và bạch ngọc đuôi công, trước tiên khi đi qua cái dòng này thì em sẽ để mọi người xem qua cái hình ảnh của dòng bạch ngọc đuôi công nhé, để mọi người có thể là chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của nó. Đấy, bông của nó rất là to, riêng bạch ngọc đuôi công thì bông to và rất là sai hoa. Đây ạ, cho mọi người cùng xem luôn, thưởng thức luôn cái dòng bạch ngọc đuôi công. Đây ạ, bạch ngọc đuôi công, thực ra thì cái bông của nó là chủ yếu là bông màu trắng, nhưng cũng có một số cái khúc mà nó có thể là có bông màu hồng. Tại vì lô ra Tết em có bán một cái lô mà khi đang hoa ấy, có một số cây nó bông màu hồng cơ. Đây, bạch ngọc đuôi công bông to lắm, rất là tuyệt vời luôn. Và dòng nguyên bản thì các bác yên tâm là nó dễ, không cần phải ghép ghiếc gì cả. Về các bác chỉ việc treo lên thôi, rất là đơn giản và dễ dàng. Đây ạ, hôm nay thì em có một số khúc giao lưu và giá rất là hợp lý nhé. Đấy, nhập được rẻ thì bán rẻ cho các bác luôn. Trước tiên là em ký hiệu chữ B. B em có là B1 này. Một khúc B1. Đấy, về thứ nhất cho vào nguyên vào chậu hoặc là cho thêm vỏ thông, hoặc các bác treo lên cũng được. Đấy, đang lên mầm gốc cũng rất là nhiều này. B1 em bán là 220.000 một khúc bạch ngọc đuôi công nguyên bản. B1. Tiếp theo B2 là một khúc 190.000. Đấy, khúc này cũng nhẹ nhàng hơn nhưng mà cũng rất là nhiều mầm gốc đang lên nhá các bác nhá. 190.000 thôi. Trông vậy thôi là Tết cũng rất là nhiều ngồng hoa đấy ạ. Bông của nó to lắm. Bông nó to. Khúc B2 190. Tiếp theo chuyển sang khúc B3. Đây ạ, B3 là một khúc cái thế của nó cũng rất là đẹp. Và thứ hai này, này mầm gốc đang lên này. Yên tâm là về chỉ việc treo lên này. Đó. Khúc B3 là một khúc nguyên bản, khúc gỗ nguyên bản này em bán là 270.000. Đấy, khúc B3. Cái thời điểm Tết lúc mà đang nụ hoa nó phải rơi tầm 500-600 luôn ấy. 500-600, lúc đấy nhập cao rồi. Nhập cao thì ra bán cũng phải cao. Mà giờ nhập rẻ thì bán rẻ. B4 này, một khúc 270.000. Đấy, cái này cũng rất là đẹp. B4. B5. B5 là một khúc 250. Khúc này thì lá nó hơi bị già đời một chút, thành ra nó hơi bị bám rêu. Nhưng mà cái mầm gốc này nó mọc tua tủa ở phía dưới luôn. Đây, mầm gốc đang lên này. Khúc này 250 nhá. Khúc này em gọi là B5 250. Và cuối cùng mà có một khúc to nhất. Đấy, khúc to nhất này. Đây, đang lên. Thế rất là đẹp luôn đấy các bạn. Các bác tranh thủ lấy từ thời điểm bây giờ đi, là có một cái giò bạch ngọc đuôi công xịn luôn. Đây, khúc này giờ có 380 thôi. Tết phải đến 600-700. Cảm ơn các bác luôn đấy, tại vì em mới bán cái đây tầm khoảng 3 tháng thôi. Sự khác nhau giữa 3 tháng nó khác nhau về giá rất là nhiều. Đấy, 380. Hôm nay có tầm khoảng 6 giò. Đó, có một số hình như thế. Mình ưng hình nào mình đọc đúng ký hiệu cho em nhé, để em nhặt hàng nó chuẩn. Đấy, tránh trường hợp là đọc sai ký hiệu, thành ra là nhặt nhầm loại. Bạch ngọc đi công ký hiệu chữ B, còn trúc đen ký hiệu chữ T, chữ D. Còn đâu là mấy cái hàng này thì ký hiệu có một số mã ký hiệu riêng ấy, mọi người cứ đọc chính xác cho em là được.
Sau đây thì em chuyển sang dòng cây giống nhá. Cây giống này nhà em thứ nhất là em vẫn còn những dòng kiếm Phan Chí và xanh Huế. Hàng này nếu các bác đặt số lượng nhiều thì bên em nhà em đang về hàng. Còn đây là những cái cốc giống này. Đấy, cái thân của nó nhỏ thôi. Đây em ước chừng cái ngón tay của mình này. Mình biết được cây nhỏ, độ nhỏ cây như thế nào. Đó. Loại này em bán là 35.000 một cây. Mua 10 cây sẽ được tặng một cây. Đây là dòng Phan Chí và trên đây là dòng xanh Huế gieo hạt. Hàng đang trên đường về tiếp nhá. Về bổ sung. Hai dòng kiếm đang hết, rất là hot trên thị trường. Còn tiếp theo là cái dòng phi điệp giống, dòng gieo hạt thì nhà em có tầm 7 loại, 8 loại thì giờ khuyết một loại rồi còn 7 loại. Đó chính là dòng phi điệp mắt đỏ này, những cái cốc giống là nó nhỏ nhỏ xíu xíu thôi. Ở tiếp theo là phi điệp lai trầm, phi điệp lai trầm, phi điệp hòa bình cũng còn vài cốc. Nestor 5 cánh trắng, giả hạt Philippines, núi chúa và đây là di linh xuân. Đó. Những cái dòng này em bán đồng giá là 35.000 một cốc, mua 10 cốc sẽ được tặng một cốc này. Tiếp theo là dòng đai châu giống. Đai châu giống thì nhà em bán những cái dòng đai châu giống này với giá là 27.000 một cốc, mua 10 tặng 1. Đó, đai châu giống. Cũng là cái dòng các bác khá là thích thú, hàng Thái Lan, nhiều màu sắc. Đây là những cây thiên nga giống này. Thiên nga giống này, 35.000 một cốc. Cũng mua 10 cốc sẽ được tặng 1 cốc. Chuyển sang bên đây thì em có những dòng cây trồn tím, là những chậu trồn tím vòi hoa rất là dài. Loại này em bán với giá là 300.000 đồng một chậu. Đó, 300.000 đồng một chậu 2 cây. Ở kiều vuông lộc bóc bắc vùng Di Linh Lâm Đồng. Đó. Đây những cái chậu kiều này thì em có hai loại, những cái chậu nhiều thân này, chọn nhiều thân này thì là 380.000 đồng một chậu. Còn những chậu mà nó thân nó ít hơn, nó ngắn hơn thì em bán với giá là 350. Đó. Vòi hoa rất là dài, riêng dòng kiều lộc bắc Lâm Đồng thì rất là nổi tiếng rồi. Là vòi hoa dài rồi ạ. Tiếp theo vào trong bên đây thì em có cái dòng gì nhỉ? Hoàng tử áo đỏ hay là ren red. Loại này em bán là 150 một cây, 150 một cây. Cái này thị trường người ta đang bán ra giá hơn 200 cơ. Đó, cây phong thủy đấy ạ. Số lượng nhà em còn ít thôi. Những cái cây hồ điệp lá biên phát tài, hàng thu hút tài lộc cho gia chủ. Những cây này em bán với giá là 55.000 đồng một cốc, 55.000 đồng một cốc. Đó, đây là hồ điệp lá biên phát tài. Chuyển sang bên đây là những cái cây đai châu giống, đai châu hàng đây là hàng cây nhỡ ạ. Hàng cây nhỡ nhau nhá. Đây. Cho các bác xem. Cây nó cũng không phải là nhỏ đâu. Cây cũng không phải nhỏ đâu nhá. Đây cây này cũng là cây trưởng thành rồi. Đây, đo mọi người này, nó cũng phải rơi tầm hơn một gang tay của em. Loại này em bán là 95.000 một cây, 95.000 một cây. Chuyển sang bên đây, em có dòng cửu bảo tiên. Đây dòng cửu bảo tiên có hai mức giá. Loại 250 và loại 270 cây dài hơn, loại 250 cây thấp hơn. Đó. Hoa rất là thơm, dòng này hoa thơm. Và sau đây thì em chuyển sang dòng vũ nữ nhá. Vũ nữ thì em có cái dòng vũ nữ thứ nhất là dòng vũ nữ ong vàng. Vũ nữ ong vàng, loại này em bán với giá là 80.000 một cây, mua một đôi là 150 một đôi, hàng vũ nữ ong vàng. Phía bên đây là dòng vũ nữ sô cô la. Hàng này thì một chậu rất là to bự này, em bán là 250 một cây. Đó, đây bông hoa của nó rất là dài luôn các bác nhé. Hoa thơm lắm, riêng dòng sô-cô-la thì dòng hoa thơm. Và các bác đặt combo mà 4 chậu vũ nữ thì em sẽ giảm giá cho bác 10.000 đồng một chậu nhé. Đây là vũ nữ ong vàng, 250 một chậu. Đã quên đấy là vũ nữ sô-cô-la nhé. Còn đây là vũ nữ, gì nhỉ? Đây là vũ nữ mèo cam hay là cam lửa, 150 một chậu. Và cuối cùng là những cây vũ nữ hoàng hậu xanh kìa. 95.000 một chậu, mua 3 chậu là 100, mua 3 chậu là 90.000. Ngoài ra thì em vẫn có những bảng hoàng thảo vôi hàng thuần nhá. Hàng thuần này em bán với giá là 270.000 một bảng. Hàng này người ta thuần tại vườn rồi. Và đây là dòng vôi tím đậm ạ. Thân mập, nù mập và vôi tím đậm. Phía trên kia đó chính là những cái chậu Dendro Xuân. Dendro Xuân 230.000 một chậu. Đó. Dendro Úc Mắt Đen 250.000 đồng một chậu. Đó. Một chậu rất là nhiều thân, nhiều ki, nhiều tép này. 250 một chậu. Đó. Và tiếp theo thì em chuyển sang dòng đen rô nắng. Hôm nay thì vừa về bổ sung một lô đen rô nắng nhiều màu. Đen rô nắng thì thứ nhất là em có cái dòng thứ nhất là đen rô ba vàng ba đỏ và dòng lá biên. Hai cái dòng này là dòng hoa đẹp nhất và dòng đột biến. Em bán là 100.000. Còn đâu là tất cả những dòng còn lại thì em bán với giá là 80.000 một cây. Đặc biệt hơn là các bác mua từ 5 cây giảm giá cho các bác 10.000 một cây. Mua từ 5 cây giảm giá 5.000 một cây. Mua từ 10 cây giảm giá 10.000 một cây nhé. Riêng dòng đen rô nắng thì số lượng nhà em về có 18 loại cơ. Nói chung là tùy từng cây thì độ to, nhỏ, dài, ngắn nó sẽ khác nhau. Ví dụ như dòng đen rô hoa hồng thì cây ngắn. Và thứ hai là cái dòng đen rô ba vàng ba đỏ với cả cái dòng lá biên thì cũng là cây thấp hơn. Còn đa phần những cây này này nó, cây còn lại thì là cây nó khá là cao. Sau đây thì em sẽ liệt kê qua một số cái dòng đen rô nắng hôm nay nhà em có nhé.
Thứ nhất là kinh ba, thứ hai là bò tím này, bò vàng này, rồi đây là rồng xanh này, robot này, rồng vàng này, thỏ xưa này, rồi là dendro hoa hồng này, CC quai này, nắng 4N này, ăn ba xưa này, rồi là kinh ba, rồi là bun len, rồi là rồng vàng. Đây, những cái hàng này là em vừa kể với các bác rồi. Và sau đây thì em sẽ đi qua mặt hoa của từng loại để các bác có thể là chi tiết hơn. Đầu tiên là cái dòng hai loại đầu tiên đắt tiền nhất, đó chính là dendro, lá biên phát tài này, đó, đây là biên phát tài. Và thứ hai là ba vàng ba đỏ, để hai dòng này là 100.000, đó, bông hoa rất là đẹp. Rồi. Tiếp theo thì đó là màu hoán long này, hoán long. Đây là mặt hoa hoán long. Tiếp theo là bò tím ạ, bò tím. Đây là bà liễu xưa. Tiếp theo là an ba xưa. Nắng 4N. Đây ạ, rồng vàng rất là sai hoa, đây là hoa của rồng vàng ạ. Còn đây là dendro mắt rồng này, dendro mắt rồng. Tiếp theo là kinh ba. CC White, một mặt hoa màu trắng tinh khôi ạ. Tiếp theo nữa là bò vàng. Ở đây là robot này, robot hoa thơm. Bun len, thỏ đỏ. Đây là rồng xanh. Dendro hoa hồng. Đấy, dendro hoa hồng, bông hoa là như màu hoa hồng này. Nó có hai mặt hoa như thế. Và cuối cùng đó chính là thỏ. Đây, cuối cùng đó chính là thỏ xưa. Đó. Tổng hợp tất cả những dòng dendro nắng vừa rồi nhé, em xin báo giá lại một lần nữa là 100.000 đối với hai cái loại, ba vàng, ba đỏ và dendro là biên. Còn tất cả loại còn lại là 80.000. Cứ mua 5 giảm 5.000, mua 10 giảm 10.000. Tức là mua 10 cốc là giảm 100.000 đấy ạ. Tiếp theo thì em có hàng hồ điệp đại, hàng ngồng hoa. Hàng này là hàng cốc to nhớ nhá. Đây, có những cái màu mà có hai ngồng hoa này. Đó. Hàng này Tết thì phải rơi tầm khoảng 150 đến hơn 200 đấy. Đến 200. Cái này tùy từng màu hoa, và thứ hai là người ta lên chậu giá thành nó còn cao hơn rất là nhiều. Hồ điệp thì các bác có thể chơi hoa quanh năm, không nhất thiết vào thời điểm Tết. Đó, hàng đang có nụ hoa thì nó cao hơn cái hàng cắt cành một chút. Bởi vì sao? Đây là hàng cây tơ đang có nụ. Hàng cắt cành thì giá trị nó rất là thấp thôi. Cắt cành đã rơi tầm khoảng 5 năm đến 60.000 rồi. Còn hàng này chỉ thêm 15.000 là các bác có một cái vòi hồ điệp. Những bông hồ điệp mà chơi hoa đến 2-3 tháng. Đó, hàng này bông hoa rất là bền. Em bán đồng giá 75.000 một cốc nhé. Em có 4 màu. Thứ nhất là màu hồng phấn này. Thứ hai là màu xanh này. Thứ ba là màu hồng hồng đại. Và cuối cùng là màu tím. Đấy, có 4 màu như thế. Các bác thích lấy loại nào thì các bác bảo em. Hàng thì có cây có một ngồng. Tùy màu thôi. Có màu có một ngồng thôi. Có ngồng thì có hai ngồng. Nhưng mà em chỉ chắc chắn các bác là có một ngồng, ít nhất là một ngồng là các bác đủ chơi rồi. Đó. Em quên mất là có cái dòng sơn thủy tiên hàng đột biến này. Đây, hàng này là hàng họng đỏ này, đó, hàng đột biến. Cái này em bán với giá là 550, bình thường là 600.000 đấy ạ. Hàng còn ít em bán thanh lý là 550. Em có một vài cây, đó chính là cái dòng nho thân cỗ tứ quý này. 130.000 một cây. Từ đằng thân gỗ cũng 130.000 một cây. Tiếp theo là những cái cây đào thất thốn. Hàng này hàng khủng này. Hàng khủng này em bán là 550. Đây đang lên mầm lên chồi rất là khỏe. 550. Còn cái hàng đào thất thốn hàng cây thẳng thì rơi tầm khoảng 150 một cây. Hàng gốc nhỏ, cây thẳng 150. Và loại này Tết thì người ta toàn bán từ 1,5 triệu thôi. Thấp nhất là 1,5 triệu. Hoa tử đằng dây leo 250 một cuộn. Trời tối nên em quay nó hơi tối một chút nhá, các bác thông cảm giúp em. Đấy, 250. Đào thất thốn nhà em số lượng cũng còn ít thôi là hết hàng rồi. Đấy, hàng này chủ yếu người ta bán Tết. Nhưng bây giờ thì đấy. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà em cập bến rất là nhiều mặt hàng như vậy. Các bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 hoặc là 0966 121377. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp cả những dòng vật tư phân thuốc, số lượng nhiều. Rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và cái dòng đùi gà trắng thì em sẽ lên một cái clip riêng về clip sau để các bác theo dõi nó dễ dàng hơn nhé. À đây, vẫn còn mấy cái cây cửu bảo tiên lavanda không quay này. 160 một cây, mua 3 cây là 150.000. Đó, hàng này thì
Thôi hôm nay lấy một cặp đi, một cặp em tính 150. Đây cây rất là to, rất là đẹp. Sau đây thì em xin phép là kết thúc clip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.